Ok, xin chào tất cả các em đã trở lại với kênh Duy Khả Nam ơi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ép thêm cho mình một bao tây thủ lý làm chậm dành cho Nam Động Nam ơi. Thì vừa rồi thì chúng ta cũng đã xem sơ qua là Khả ép được 4 món anh em ạ. Đây, với những hiện tinh 3, và hiện tinh tốt, hiện tinh 4, hiện tinh 5 thì Khả cũng đã sở hữu cho con Thiếu Lâm Khả full set đồ, có thể nói là set đồ tím để có thể trải nghiệm trước khi bắt đầu ổn bình anh em ạ. Và đây anh em ơi, bây giờ Khả sẽ ép một cái bao tây. Bắt tay Nam Độc thì Khải sẽ cần sức lượng lực và phòng hồi sức lực và dòng phòng thủ lý dòng 1 thôi anh em ơi. Tại vì dòng dưới thì không kích được. Nhưng mà không sao, Khải sẽ ép hết full 6 dòng cho anh em xem. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ép cho anh em xem nha. Vừa rồi thì Khải cũng đã nói cho mình được ít phục duyên rồi anh em ơi. Thì ở những cái dòng sức lực nội lực thì Khải chỉ cần phục duyên tiểu hoặc chung là Khải thành công rồi. Nên là Khải rút đơn giản như vậy thôi. Rồi, bây giờ Khải lúc thêm ít thiện tinh nữa. Rồi, lấy những ít thiện tinh. Rồi, ok. Cuối cùng thì một số món nguyên liệu cũng đã xong. Rồi từ từ Khải dồn lại mấy cái này bớt rồi. Nó chặt rượu nóng cho ép anh em ơi. Rồi. Rồi ok, đủ 10 ô nóng cho ép này. Rồi, để bắt đầu ép vào tay tím thì chúng ta cùng tiếp tục đây. Đầu tiên chúng ta sẽ rút anh em ơi, cho tạo cho bị tím. À thiếu 10 ô à, vài đạn. À, gom lại một xíu nữa. Đủ này. Rồi bắt đầu trang bị tím nha anh em ơi. Bắt đầu nè, chúng ta sẽ lấy. Đầu tiên thì theo như Khải dự đoán thì Khải sẽ ép cái dòng sinh lực đầu tiên. Thì Khải sẽ rút cái phẩm đầu cái nguyên khoáng đầu tiên là dòng sinh lực nha em. Và Khải sẽ bỏ cho nó khoảng 1 phút viên và khoảng 2 viên hiệt tinh. 2 viên hiệt tinh là lên phẩm chất 6 là ok rồi nè em. Khải sẽ rút hết một lần và đập hết một lần cho anh em xem, cho anh em dễ hiểu nha. Rồi phẩm chất 7 là thừa rồi nè, dư nè. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ là dòng ẩn 1 phần thủ lý. Ẩn 1 thủ lý thì Khải sẽ rút 1 hiệt tinh 5 và 10 bình hữu dân đại và 6 thiệt tinh nha anh em. Này auto phần chất 8, phần chất 9 là phòng thủ sẽ ra 25 thôi. Khải sẽ rút 6 thiệt tinh để Khải lấy thêm ít tử ra. Ở trong phòng thủ lý thì Khải hay chơi là mình đó là full tử như này mà. Nên là lần này cũng vậy, Khải cũng cố gắng cho nó là full tử nè. Rồi Khải bỏ một cái này vô hơi chặt thì vì nó đang yêu cầu là 10 ô thì nó mới cho ép được nè. Rồi tiếp tục lấy này, chúng ta sẽ lấy hết một lần 6 phẩm, 6 cái foil ra. Xong rồi ép một lần vô cho anh em dễ hiểu. Rồi đây anh em ơi, giờ chúng ta sẽ là ẩn 1 thủ lý 25 và một cái cục khổng tước nguyên thạch hỏa ẩn 1 và một hiện tinh 5. Và Khải sẽ rút ra mình đó là một bình phục duyên. Nếu mà kỹ luôn thì có thể chơi 7 phục duyên, 7 thiệt tinh này mà. Còn Khải thường thường thì tầm đoạn này thì sẽ 5 thiệt tinh anh em ơi. Chắc chắn là phẩm chất 8 phần chất 9. Còn nếu phẩm chất 9 thì lợ lên cao hơn. Thì nói chung thì ở dòng này khá là quan trọng. Nên là nếu anh em mà có thiệt tinh nữa thì anh em đừng tiếc hai viên thiệt tinh làm gì. Rút 7 luôn nha, rút 7 đập 7 nha. Đó. Tí nữa rút 7 đập 7. Chúng ta sẽ chỉ cần tăng thêm cho mình ít phục duyên nữa thôi. Rồi phẩm 9 này. Ok, theo dự đoán là thành công chưa? Nếu phẩm 9 này vào tay Khải chắc chắn thủ lấy 25 rồi. Rồi đến dòng tiếp theo đó là dòng nội lực. Nội lực nha anh em. Nội lực đây rồi. Rồi thì tiếp theo là dòng nội lực. Chúng ta sẽ lấy hiện 2. Cái dòng nội lực này thì chúng ta cũng chỉ rút cho mình khoảng tầm ít phục duyên chung là ok rồi. Rồi lấy thêm ít thiệt tinh. Ở dòng nội lực thì chúng ta sẽ lấy đó là vẫn là hiện tinh 3 nha anh em ơi. Ôi, lại thiếu 10 ô rồi. Đây, cấp bớt cái này vô. Đang định rút một lần luôn mà nó chọc chỗ. Rồi lấy này. Là cái dòng nội lực 200 nha anh em ơi. Dòng nội lực 200 thì mình sẽ bỏ cái mặt ngăn nghiêng khói hiện 2 tương đương nhau nó vào. Và ở dòng sinh lực này, nội lực này chúng ta chỉ cần 2 hiện thiệt tinh là được rồi. 2 hiện tinh và ít phút duyên chung là phẩm chất 6, phẩm chất 7 là ok rồi nha anh em. Phẩm chất 8 ok luôn, 8 là quá thành công rồi. Tiếp tục dòng tiếp theo đó là dòng thời gian chậm. Thời gian chậm thì Khải sẽ lấy cho mình đó là ẩn 2 và rút ít 2 viên thiệt tinh. Thời gian chậm bắt đầu lấy. Đây có sẵn rồi anh em, tại vì Khải đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Hello Nguyễn Chí Sang, hello anh em mới vô nha. Hello 11133 nha. Xem Khải mấy năm chỉ thích xem Khải chơi bản đồ tím. Ok người em luôn. Nếu thích thì đừng ngần ngại, hãy cho một like chia sẻ ủng hộ mạnh nha anh em ơi. Ở dòng thời gian làm chậm này nè, thì Khải sẽ rút cho mình đó là một cái ẩn 2 họ này. Đó ok chưa, là lấy cho mình dòng làm chậm này với hiện tinh 3 nha anh em. Và với tiếp theo đó là ít phút duyên thôi, chung hay tiểu vẫn được, đỡ cho nó tăng tiền lợi miếng mánh một chút nè mà. Tăng lợi phẩm cho nó cao một chút. Thì ở dòng làm chậm này chúng ta sẽ đập rút 4 thiệt tinh là được rồi nha. 4 thiệt tinh là lên rồi. 4 thiệt tinh tí đập 5 mà lên rồi, hoặc là rút 3 cũng được. Nhưng làm chậm 40. Rồi phẩm chất 8, 7, 8 là ok nha nè. Chất 8 ok chưa. Rồi sau khi
chúng ta có dòng sinh lực này, dòng phần thuộc lý này, dòng nội lực này, và dòng thời gian làm chậm tương đối khá là đẹp rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến dòng đó là dòng phục hồi sinh lực, và dòng cuối cùng đó là dòng thông pháp. Đó rồi, thông pháp này, phục hồi sinh lực này, tại vì Khải đã đổi sẵn hết rồi nè mà. Rồi thì hiện tại Phúc Duyên Khải hết rồi, ok, những dòng cuối cùng Khải cho nó thêm ít Phúc Duyên Đại này. Rồi vô, vẫn dùng hiện tinh, vẫn dùng hiện tinh 3 thôi nha. Đây, rồi bây giờ chúng ta sẽ đến dòng phục hồi sinh lực. Chúng ta sẽ lấy hiện 3, hiện tinh 3 và 10 bình Phúc Duyên và 2 thiệt tinh thôi. Đó, những dòng nhỏ lẻ như thế này chỉ cần 2 thiệt tinh là ok nè, phản chút 7, phản chút 8 là chắc chắn là mát rồi. Rồi, anh em đang xem đừng quên để làm like cho sáng hồi chơi nè mày. Ok, Nguyễn Nhan ơi, xin một slot cùng bạn Ngáo nha. Ok, Nguyễn Nhan về Châu Tiên Trắng, Khải đưa vào ban nha Nguyễn Nhan ơi. Về Châu Tiên Trắng, Khải đưa vào ban nha người Nam. Rồi, phẩm máy đây, phẩm 7, ok. Và chúng ta rút dòng cuối cùng đó là dòng thông pháp 20. Ở dòng thông pháp thì chúng ta vẫn chỉ là hiện tinh 3 nha nè mày. Vẫn chỉ là hiện tinh 3 và 10 hữu duyên mà 2 thiệt tinh thôi. Là nó cũng được phẩm 7, phẩm 8 là ép mát thôi nè mày. Lấy hết một lần ép cho anh em giờ xem. Rồi, hiện tinh 3 này, ẩn 3 nè. Chưa nhận được 10 triệu căng lắm người nè mày. Rồi 10 hữu duyên nè và 2 thiệt tinh. Đó là dòng thông pháp nè mày. 3 thiệt tinh luôn cho nó chất cũng được, lên phẩm chất 8-9 cho nó chất lượng, 120 luôn cho đẹp. Anh em mới vô đừng quên để lại cho Khải một follow ủng hộ chơi nha mày. Và không gì hơn kính chúc anh em xem like buổi trưa xem live dễ nè mày. Và đừng quên kích ngay vào nút like, chia sẻ cũng như là follow ủng hộ theo dõi kênh TikTok Khải ủng hộ chơi nha mày. Cũng như là YouTube for boy nha nè. Rồi, Khải đang live đến 3 nền tảng lần nè mày. Rồi, phần chất 8 đó. Thì sau khi chúng ta đã có những cái phôi tương đương từ dòng 1 cho đến dòng thứ 6 đó, theo từng cái phẩm thuộc tính, thì Khải cảm giác nó cũng khá tương đối rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị cho mình nó là thị tinh, và hiện tinh và thị tinh. Ở dòng 1 thì Khải ép hiện tinh 3, dòng thứ 2 là phần thống lấy Khải ép hiện tinh 5. Dòng nội lực này Khải chỉ cần hiện tinh 3, và dòng thời gian chậm này Khải chỉ cần hiện tinh 3. Dòng thời gian hồi này Khải cũng chỉ cần hiện tinh 3 thôi. Dòng thắng pháp này Khải cũng chỉ cần hiện tinh 3 thôi. Ở cái dòng này thì chúng ta chỉ tốn cho mình 2 viên hiện tinh 5 ở cái dòng phòng thông lý thôi mà. Còn lại tất cả chúng ta có thể sử dụng những hiện tinh 3 thì cũng có thể lên được tuyệt đối rồi nè. Ok, chúng ta sẽ rút lấy thì biết thiệt tinh thiệt tinh rồi. Ok, bây giờ hiện tại tất cả phúc duyên đủ nè, thiệt tinh hơi thiếu thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ép cái dòng đầu tiên vào cho anh em xem. Ở dòng sinh lực chúng ta sẽ có đó là hiện tinh 3 nè, một cái phẩm 7. Hiện tại phẩm 7 so với hiện tại thực tế thì phẩm 7 nó khá là thấp, nên là Khải sẽ đẩy cho nó thêm. Thường thường thì sẽ đập rút 2 đập 2 ở dòng sinh lực đầu tiên, thì nó sẽ chắn lên 180 cho đến 190 sinh lực rồi. Nhưng mà Khải ở với phẩm 7 này thì cảm giác nó hơi bị thọt này mà. Khải sẽ cho nó 3 viên nè, cho nó tỷ lệ nó đẩy cao lên một chút như này mà. 3 viên thì tinh và 10 phút duyên. Rồi, chắc chắn nó sẽ lên khoảng 180 mấy cho đến 190 mấy nha nè. Rồi, 183. Đó. Rồi, 183 so với nó thì đơn giản ra nó vẫn đang gói, đang nói vẫn là xịt anh em mà, xịt 10 điểm đấy. Rồi. Giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ đập nó là phần thông lý. Phần thông lý thì Khải sẽ đập full tử và 50 bình phút duyên nha anh em ơi. Dòng này nó khá quan trọng, nên là anh em đừng có tiếc phút duyên. Anh em đỡ phút duyên vào càng cao thì tỷ lệ thành công 25 phần thủ anh em của anh em rất là cao. Nên là anh em nào có chơi server đầu tiếng rồi anh em sẽ biết là ở những dòng quan trọng như là phòng thủ lý này nọ anh em đừng có tiếc. Thì chúng ta vẫn là full thị tinh lấy khảm này, chúng ta vẫn là full thị tinh và đi kèm với một hiện tinh 5 này và một phẩm 9 này. Phẩm 9 này Khải nghĩ là auto 25 này, nhưng mà mình muốn cho chắc chắn là không đỡ phải tốn tiền này mà, thì mình cho nó ít phút duyên. Tầm này Khải cho khoảng tầm 1-2-3, Khải cho 30 bình phút duyên là ok rồi. Nếu mà phẩm chất 8 thì anh em có thể đẩy cho nó lên khoảng 50 bình phủ duyên nha. Còn đại phẩm 9 này thì thật sự là mình không cần phải tốn nhiều phủ duyên như vậy. Hiện tinh 5 này, phẩm 9 này và full thì full tử nè. Ở dòng thủ lý cũng như là làm chậm này nọ, hoặc là vòng sát thương lý này nọ, thì anh em cứ chơi full tử thì Khải thấy tỷ lệ nó sẽ ok hơn nha. Rồi, ra 25 là thành công nha em ơi. Đó. Khui. Hello, Xuân Diệp đã follow kênh TikTok nha người em ơi. Kính chúc anh em đang xem live vui vẻ nha. Anh em đang xem live đừng ngần ngại cho Khải một like chia sẻ hồi chơi em ơi. Và đừng quên nhấn follow nước kênh TikTok nha em. Ôi, 23. Cái này gọi là xịt anh em à. Anh em thấy chưa? Trong khi đó là Khải cũng đã phẩm chất 9 nè. Nói chung là vào tay này chúng ta gọi là xịt rồi. Ok, Khải sẽ làm cái mới nè em ơi. Đó, cái đó là gọi là xịt anh em à. Thực sự tỷ lệ nó là 25 là khá là cao. Mình tự tin 25 luôn nè, mà thực sự nó đã xịt. Và bây giờ chúng ta sẽ làm lại vào tay khác nè em. Đó. Nên là anh em đừng có tiếc, thấy chưa? Full thì tinh 30 bình phục duyên là mà khoảng không lên.
Thì nếu mà lúc nãy Khải đẩy lên 50 bình thì nó sẽ lên rồi. Nói chung cái này là Khải hơi tiếc 20 bình anh em ha. Ok, chúng ta sẽ làm lại cái mới. 23 điểm. Đó, thực sự là một bàn tay quá nhỏ. Ok, chúng ta sẽ làm lại cái mới nè. Khải sẽ làm nhanh lại cho anh em xem bán số. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy một cái phôi. Đó anh em thấy chưa? Theo mình thấy là phần trước chính là tự tin nó đã lên rồi anh em, nhưng mà thực sự là tỷ lệ xịt nó vẫn có anh em, mà tỷ lệ xịt nó khoảng tầm 20-30%. Thì anh em thấy chưa? Nó xịt thì chỉ còn 25-23. Còn 23-22 thì thực sự là bao tay mình nó không còn giá trị nữa mà. Thực sự là như vậy. Bao tay của mình sẽ không còn giá trị nữa là ở những phần quan trọng á. Thực sự lúc nãy Khải hơi tiếc thôi. Chứ nếu mà Khải không tiếc Khải đọc 50 bình phục viên là lên rồi. Ok, chúng ta làm lại nữa mà. Chúng ta đã mất đi một con đoạn dòng sinh lực và dòng phòng thủ lý rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm lại nha. Trước khi làm lại thì Khải sẽ nhận cho mình ít phục viên nè. Đó anh em thấy chưa? Đó là cái kinh nghiệm anh em à. Thực sự á, với phòng vô chính là Khải nghĩ là 100% lên nữa năm. Nhưng mà không ngờ là nó xịt với tỷ lệ 20% mà nó vẫn xịt xuống 23 này mà. Mất đi 2% nên là mình nhìn bao tay mình nó không được đẹp. Nếu mà ở server chính á, open đi á, thì bao tay đó nếu anh em ép full dòng thì anh em vẫn có thể bán được. Nhưng mà thực sự những người mà biết chơi á, họ sẽ không mua những bao tay mình kiểu không phải mình mà kiểu là nó bị rớt 2% mà đâm ra nó bị hạn chế người mua lắm nè. Nên là anh em sẽ không có giá trị bằng những bao tay mắc. Ok, lần này Khải sẽ đập mắt lại cho anh em xem nha. Nói chung là giá trị ở cái dòng mắt anh em à. Còn dòng không mắt thì nó sẽ không có giá trị bao nhiêu. Nó sẽ bị đơn giản là mình mất đi một giá. Rồi ok, chúng ta sẽ làm lại nữa mày. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hút lại cho mình đó là dòng sinh lực và thủ lý. Rồi lấy cái phôi cái ấn 1 nè. Lần này phải làm lại thành công anh em à. Rồi. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị cho mình một dòng thủ sinh lực và thủ lý. Ok, chúng ta sẽ lấy ít đồ nha. Cái bò bất thì tên như này có chặt rương à. Cái lùm đồ cho nó lệ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lấy cái phôi lại cho anh em xem. Đó là một cái khó khăn để trong vấn đề ép không thở không phải là 100% thành công nha anh em. Không có đâu nha anh em ơi. Tỷ lệ thành công thì theo công thức thì nó cũng vẫn như vậy, nhưng mà thực sự đâu có thành công 100% thì căng nha anh em. Lần này Khải sẽ ép dòng nội lực đầu tiên. Lần này Khải ép dòng nội lực đầu tiên nha anh em ơi. Khải cố gắng lấy dòng nội lực đầu tiên này. Khải sẽ chơi ngược lại một tí, nội lực đầu tiên nha. Nội lực đầu tiên ok, và sinh lực dòng 2 nha anh em. Sinh lực bỏ qua bên này. Rồi ok. Khải rút lại hiện 2 sau. Rồi, được, Khải rút lại nha anh em. Rồi ok, Khải rút lại hai cái này nha. Bản này chơi thiên trưởng ok luôn, Liêm Đao thiên trưởng phiên bản này khỏe cực kỳ luôn nha anh em ơi. Server kiểu xe thiên trưởng chơi kinh lắm. Anh em nào mà chơi rồi anh em sẽ biết. Thiên trưởng server kiểu xe trưởng kinh lắm anh em ơi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ép nha anh em ơi. Bây giờ chúng ta sẽ rút lại từ đầu. Và Khải thay đổi ở đây là Khải sẽ cho cái dòng nỗ lực đầu tiên nha anh em ơi. Ok, Khải lấy nè. Nỗ lực đầu tiên nè. Hiện 1 nè. Hiện tính 3 nè. Phúc Yên Trung nè. Trung tiểu dân được nha anh em ơi. Rút 2. Rút 2 đập 3. Hello này mới vô nha. Hello Tân Nguyễn nha. Ờ cái này Khải hút lên phòng chất 8 luôn nè. Đây nè anh em. Đó. Ok Tân Nguyễn là cái dòng sinh lực cộng 1 hút 4 phút viên. 4 phút viên đại. Đúng rồi, phòng chất 5 phòng 6. Nhưng mà mình là mình hút 2 thị tinh là ra phòng chất 8 luôn nè. Còn hút ví dụ 1 thị tinh là phòng chất 5 phòng chất 6. Rồi đến dòng thủ lý nha anh em ơi. Ta sẽ lấy lại cái dòng thủ lý. Thủ lý ok. Thủ lý thì Khải sẽ lấy hiện tinh 5. Hiện tinh 5 và ít thị tinh. Hiện tinh 5 lấy thêm ít thị tinh nha. Rồi. Lấy thêm ít tử nữa. Hello Liêm Đào ơi, muốn vào bang thì cứ trực tiếp tạo ạc đi người Nam. Tạo ạc đi về chiêu tiên trắng thì Khải đưa cho bang người Nam. Rồi Khải sẽ hướng vào Discord nha. Rồi. Nó ít thị tinh à. Rồi. Khải bỏ mấy thị tinh kia vô. Hiện tại ở dòng phòng thủ lý thì Khải sẽ là cố gắng cho nó lên phòng chất 9 nè nè. 9 thì tỷ lệ thành công nó sẽ cao nè mày. Nó Khải lấy khá là cao. Như lúc nãy Khải có hút thì một cái phôi này, một ẩn này, một thị tinh 5 và kèm với 7 viên 7 viên tử và 10 viên phục viên thì nó sẽ lên đó là phòng chất 9 nè nè. Rồi. Này Khải sẽ đẩy nhắc lên phòng chống 10 lên nổi không nè. 30 quần phục viên. Lên phòng chống 10 luôn nha nè. Tinh bam. Vô. Anh em đang xem đừng quên đã làm like chia sẻ hộ cho anh em. Hello Vi Nguyễn nha. Hello này mới vô nha. Là phòng thủ lý thì qua làm ăn. Ok người em ơi. Nói chung thì
Đó, tiếp tục Phạm Văn Chính em ơi. Lần này mình rớt nữa tôi. Tôi nhát Khải giờ vẫn đi làm. Ok người anh em ơi. Rồi, giờ tiếp tục Khải sẽ lấy dòng nội lực hả? Rút trong dòng sinh lực nữa rồi chúng ta bắt đầu ép nha anh em ơi. Dòng nội lực Khải sẽ rút 2 thủy tinh là xong rồi. À, lần này sẽ làm lại vào tay thứ hai nè. Đấy. Hiện 2 nè. Hiện tinh 3 nè. Phục duyên nè. Bỏ bốc mấy phục duyên này luôn đỡ chặt chỗ nè mày. 2 thủy tinh. Chắc 8, chắc 9 rồi đó. Sinh lực nha, trong này sinh lực nha nè. Rồi. Sau khi chúng ta xong từ đầu cuối đây nè. 1 nè, 2 nè. Còn chắc 8, ok. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục ép lại nha mọi người. Ok, vừa rồi thì chúng ta có hơi bị rớt ở cái dòng phòng thủ lý 23. Khả năng shop rồi. Chúng ta sẽ đập lại nha mày. Tầm này ta có phục duyên đủ chưa? Khả lấy thêm ít phục duyên hả? Khoảng tầm 100 bình phục duyên đại. Lần này Khả sẽ tăng cho mình đó là 50 bình phục duyên nha mày. Chứ không đỡ 10, 30 như lúc này nữa. Ừ, hụt nữa to luôn ạ. Rồi, ok, lần này Khải sẽ lấy thêm cho mình đầy đủ phục duyên cho chuẩn bị lần này là phải 100% lên 25 phòng thủ nha Nam. Rồi, ok, tất cả là xong. Bây giờ chúng ta chỉ cần thủy tinh thôi. Khải lấy thêm ít thủy tinh này. Rồi, lấy ít thủy tinh này. Rồi, ok. Vô. Thiếu 10 ô. Thiếu 10 ô, ok. Rồi, đúng rồi, ô đó. Đầu tiên chúng ta sẽ cảm tiếp tục lại. Nó là dòng phòng sinh lực nha nè. Ôi, nội lực nha nè ơi. Lần này Khải đổi ngược là Khải sẽ chơi nội lực dòng đầu tiên nha nè. Không cho sinh lực, Khải chơi nội lực đầu tiên nha nè. Nội lực thì dòng hiện tinh 3. Mùi hữu duyên 2 hiện tinh. Rồi, 1.8.9 nha nè. Hello Bình Nghiễn, hello anh em mới vô nha. Anh em mới vô cùng nhau đổi lại Khải một lại chia sẻ hồi chơi nè ơi. Hello anh em mới vô. Anh em đang xem đừng quên like chia sẻ mạnh nè ơi. Rồi, sinh nhật bao nhiêu đây? 100, nội lực 197. Ok, thì theo như anh em có nói là muốn đọc phần thủ lý qua Tương Dương. Xem nhật ký. Từ cho Khải cho ông này cái Discord nè. Ok, nó muốn làm ăn ép hả? Cái nào cũng được. Cái này thì mình ép tại cái thằng NBS luôn em ơi. Không cần đi qua thợ rèn trên mất thời gian nữa nè. Hào quân số 7. Ok, tiếp tục. Lần này chúng ta sẽ tiếp tục lại nha em ơi. Đã liệu xem tới ba tay lần này được 25 không nha em ơi. Và lần này Khải sẽ tăng cho mình từ 30 phút duyên sẽ lên 50 phút duyên đại nha em ơi. Và vẫn là hiện tinh 5 nha em ơi. Hiện tinh 5. Rồi, với 1 phẩm 9 và 50 phút duyên đại. Và full thị tinh nha em ơi. Đó. Lần này 23 nữa tôi. 23 nữa tôi. Ok anh em chưa? Ok chưa anh em ơi? Đó, vô nha. Hụt nữa tôi. Hụt nữa tôi. Anh em comment thử bao nhiêu anh em ơi? Anh em comment thử bao nhiêu anh em ơi? Hụt nữa tôi. Hụt nữa tôi. 24. À đâu răng. Đâu. Đâu, thực sự ở cái dòng phòng thủ lý dòng 1 thực sự quá căng anh em ơi. Anh em thấy chưa? Hiện tại là với một sự đầu tư nếu mà như vậy là chúng ta phải lên một chuyện tình xấu anh em ơi. Anh em thấy chưa? Cái này là chúng ta cũng trải nghiệm nên cũng biết không? Ở cái dòng phòng thủ lý dòng 1 thực sự là rất là khó này. Nếu con này mà dòng 2 á thì nó là lên 25 là easy này mà. Ở mức cái phòng thủ lý dòng 2 ẩn 2 á thì nó lên easy luôn. Mà dòng 1 thực sự là nó vẫn với cái tỷ lệ xịt khá là cao này mày. Với dòng tỷ lệ xịt khá là cao. Hai lần là chúng ta càng ngày càng tăng tỷ lệ lên. Nhưng mà vẫn không lên được 25. Đó anh em thấy test trải nghiệm chưa? Và ngày hôm nay á hiện tại bây giờ theo cái này chúng ta sẽ đẩy cái lần này sẽ đẩy lên hiện tinh 6 này mày. Khải sẽ đẩy cái lần S lên hiện tinh 6 này mày. Hụt hoàn toàn hụt anh em ạ. Nhỏ vãi chướng đầu xanh hiện tinh 9. Đãi thêm ít nhỏ mà vẫn rất ok rồi. Chúng ta sẽ bỏ này nha mọi người. Phần chất 9 luôn không lên mà phần chất 7-8 sao lên được thì trang. Phần chất 7-8 thì ép ẩn 2 thôi này. Ẩn 1 khó hơn ẩn 2 nha anh em. Rồi ok, chúng ta sẽ bỏ này đi. Và chúng ta sẽ làm lại một quan tài khác cho anh em xem tiếp tục nha. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ trải nghiệm tiếp tục là hiện tinh 6 nha mọi người. Đó. Chứ anh em mà đập hiện tinh 8 thì sợ server úp bình ra. Không có hiện tinh 8 rồi anh em chơi đâu. Mà anh em muốn mua viên một viên hiện tinh 8 mà nó nằm chỉ giá khoảng tầm 2 đến 3 triệu một viên thì thực sự anh em không thể nào mà chơi được hiện tinh 8 nha anh em. Không hiện tinh 8 đâu mà chơi đâu anh em. Ôi sao nó bị lắc, bao tay cũng phải rồi. Không hiện tinh 8 đâu mà chơi đâu. Rồi bây giờ chúng ta sau khi trải nghiệm như vậy thì chúng ta sẽ tăng lần nâng cấp của cái công thức của mình lên. Thì lần này Khải sẽ rút hiện tinh 5, đập hiện tinh 6 anh em ơi. Đó. Và đã chuẩn bị phôi này, bây giờ chúng ta sẽ làm lại một cái nữa.
Và bây giờ chúng ta sẽ lấy bao tay. Bao tay họ. Và vẫn ôi nó bị vẫn cái dòng đầu tiên là dòng sinh lực nội lực gì cũng được. Đó dòng nội lực nè. Mình lát bao tay này mà khi mình dính cái con ác nè. Vì sao nó dính mất cái bao tay nó không hiện rồi. Rồi ôi nó bị không hiện luôn. Rồi. Bao tay xong nội lực sinh lực nè. Lấy một cái sinh lực nè. Kẹt rồi, kẹt rồi. Chứ cái ao game mà kẹt bị kẹt rồi nè mà. Kẹt ác ơi. Khi mình dính cái bao tay tím mất tiêu rồi. Ao game cá nhân em. Đó anh em thấy không? Cái sự trải nghiệm anh em thấy chưa? Nó rất là khó này mà. Anh em cứ vào anh em test đây rồi xong. Ui là mất bao tay nữa rồi. Từ từ Khải ao hoàn toàn game luôn nha anh em. Khải vô lại nha. Chứ không phải đơn giản đâu nè. Như là thường thường phần chất 9 đó. Mà so với phần chất 8 thì phần chất 9 chắc chắn là ngon hơn rồi. Nhưng mà anh em thấy không? Khó chưa anh em? Rất khó này mà đơn giản nè. Ép 2 lần, 1 lần 2 ván, 1 lần 24. Đó là cái điều đó anh em biết là xe vô đầu tím á. Những cái dòng khác thì ép nó là rất đơn giản thôi. Một dòng phòng thủ của lý á, thì chúng ta phải cố gắng làm sao cho nó tuyệt đối. Chứ không thể nào mà 100% lên đâu. Tỷ lệ xịt vẫn có nhưng em nên khẳng cái nói thì lệ xịt từ 20 đến 30 là có nha mọi người. Có hoàn toàn luôn. Rồi ok, chúng ta vào đạt nè. Rồi, sau 2 lần thất bại chúng ta liệu lần thứ 3 có thành công nha em ơi. Ở bao tay này dặn ẩn 1 rất khó nè em ơi. Còn ẩn 2 thì nó đơn giản em ơi. Ẩn 2 chỉ cần khoảng chắc 8 full thì tin là nó lên rồi nè. Nhưng hôm qua này anh em xem nè. Bao tay với đai lưng thì nó tương đối giống nhau. Khải ép cái đai lưng này. Cái đai lưng này nè, đây là sự trải nghiệm và thực nghiệm luôn em ơi. Cái đai lưng này, phòng thủ dòng 2 á thì nó lên easy luôn, chỉ cần phẩm 8 full thì tin hoặc là ít phút duyên là lên rồi. Phẩm 9 cũng vậy. Nhưng mà cái bao tay là không lên. Anh em thấy khó khăn chưa? Quá khó khăn luôn. Rồi ok. Không đợi anh em chờ đợi lâu, chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với hút phẩm phôi cũng như là hút lại những cái dòng đầu tiên cũng như là dòng thứ hai. Đấy là hiện 1 là cụ hỏa. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục ép thì Khả đã chuẩn bị cho mình đó là hiện tinh 3 này. Rút nè. Hiện tinh 5 rút nè. Rồi đừng giờ Khả rút nha nè mày. Rút dòng này thì Khả cho ít phút duyên được rồi. Rồi giờ Khải sẽ ép rút cái dòng sinh nội lực đầu tiên như nào. Làm như làm mình phải lên 25 thì mình mới gọi là ok được em ơi. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ rút dòng nội lực này. Hiện 1 này. Sinh lực nội lực thì chỉ hiện tinh 3 là ok rồi. Phúc duyên này. Phúc duyên tiếu cũng được em ạ. Không cần suy nghĩ nha. 2x2 thì tinh. Rồi quá khó nè, quá thốn luôn em ạ. Phẩm 2, phẩm 8 cứ đa số phẩm 8, phẩm 7 nè. Rồi 7, phẩm 8 này. Tiếp tục là dòng phòng thủ lý. Đây thủ lý Khải cũng đã chuẩn bị xong nè. Dòng thủ lý chúng ta sẽ rút thị tinh. Thủ lý nè. Thủ lý chúng ta sẽ rút nhiều thị tinh tí. Đầu Khải rút dòng sinh lực trước cho nó khỏi chật chỗ à. Có chưa? À có rồi, có rồi. Thủ lý nè. Rồi thủ lý Khải lấy ít thị tinh. Dòng thủ lý nó căng gơ chưa anh em? Quá căng luôn. Rút 7, đập 7 mà vẫn xịt anh em à. Phòng chất 9. Ok. Đã đang thừa một số thị tinh lam lục khá nhiều. Lát rút luôn như này mà, không đợi chi. Bọn cao tu quá à. Rồi, ok. Làm lại lần nữa nha anh em. Lần này phải cố gắng thành công nè. Lấy nè. Đây thì dòng thủ lý nè. Ẩn 1 nè. Thủ lý thì chúng ta ép hiện tinh 5 nha Nam. Rút hiện tinh 5 nha Nam ơi. Đâu rồi. Đây hiện tinh 5 nè. 10 phút duyên. Full thị tinh. Này thì thị tinh gì cũng được, bỏ vô. Bỏ vô có làm cho làm nè. Có lục cho lục nè. Là lúc ép mình sẽ chơi tử nha Nam ơi. Rồi phẩm 8 phần 9 nha Nam. Cố lên. Em dùng tinh 3, 1, 2, 3 giống nhau mà. Nhưng mà em chơi 3 nó cho nó nhanh đó mà. Phẩm mấy? Ôi phẩm 8 lần này chắc to rồi em ơi. Đủ xanh phẩm 8 chắc toàn banh sát rồi. Phẩm 8 rồi em ơi, chết rồi phẩm 8 sao lên được. Chết tui. Cái này phẩm 8 thực sự là không dám đập luôn, báo tay luôn em ơi. Đập này chắc chắn là rớt luôn á. Phẩm 9 mà còn rớt nữa chứ phẩm 8. Hello lạng luôn. Đồ à, càng như giờ đàn. Đồ chết. Cái này phải rút lại em ơi. Phẩm 8 này thực sự là báo tay. Nếu mà đưa phẩm 8 là chắc chắn sẽ rớt như em. Không lên nổi đâu. Ok, Khải nhận lại bao tay khác, phải lúc cái phẩm khác nè mày. Toàn rồi, em thấy chưa? Má đâu phải giờ ăn được. Rồi, rút lại phòng thủ lý nè mày. Chưa hết toàn rồi đấy.
rút ra phần 8 thấy thất bại anh em. Vẫn là hiện tinh năm mà anh em thấy không, rút 3 lần thì 2 lần phần 9 ok rồi. Lần thứ 3 là phần 8 tính ra tỷ lệ chỉ có 30% rớt này mà. Đâu nãy giờ em đập toàn lên 9 không à. Đâm phun tử này mày. Mình chơi phun tử nó mới dở này mày. À, không phun tử nó yếu quá, không lên nổi. Quá nhỏ. Ok là khai hủy bất này. Nãy là rút cũng công thức như đó mà thiệt tử thì tên em, tử tên thì lên phẩm 9. Anh em thấy chưa? Cái sự khác biệt của thiệt tinh lam và lục cho anh em à. Tử chưa? Đa số tử dòng này quan trọng gơ luôn anh em ơi. Lúc nãy anh em thôi. Khai rút cũng full thiệt tinh mà không thua. Vãi đạn. Nên là duyên tử nó quan trọng ở dòng phòng thủ lý lắm anh em. Tử với phút duyên càng nhiều càng tốt. Cho nó vô. Phẩm 8 không lên được. Tại vì cái đó dòng 1 phẩm 8 không lên được anh em ơi. Dòng 1 phẩm ít nhất phẩm 9 phẩm 10 mới ra mới lên được. Đúng rồi, thiền tinh 5 ra mà rút. Nói chung là nếu thiền tinh 3 thì khó lên lắm anh ơi. Thiền tinh 3 sao mà lên được, chua lắm. Đa số là từ 3 đập lên 5 là được, là may ra. Rồi, nó thiền tinh vậy anh em ơi. Đã đập thiền tinh 5 nào cũng không lên này. Chừng úp bình sao mà lên nổi. Trừ khi anh em ăn top even này, ăn top này nọ thì anh em mới may ra mới lên nổi. Mà có thiền tinh cao anh em đập mới được. Rồi, rút thiền tinh 5 nha anh em ơi. 10 ô. Nó khó luôn. Còn nếu mà muốn chắc chắn á, là mình sẽ đập từ 3 dân 9 lên 1 dân 10 thì mày ra bao tay này mới lên được. Chứ không thể nào mà dỡ lên đâu nè em ơi. Đã phải đập 2 lần 9 rồi không lên em ơi. 2 lần 9 không lên. Quá nhỏ luôn. 2 lần 9 không lên luôn à. Đã ẩn hiện 1. Đó ép cho anh em xem, anh em trải nghiệm anh em thấy không. Cực kỳ khó ở dòng thủ lý ẩn 1 vậy nè. Cái này tuyệt đối là ẩn 1. Ẩn 1 rất khó. Ẩn 2 thì phẩm 8 rồi. Easy lên 25 rồi. Ok bây giờ chúng ta sẽ lấy lại bao tay nè em ơi. Nếu mà thực tiễn á thì mình sẽ lấy 3 cục 9 đập lên cục 10. Thực sự là lúc đó nó tốn tiền kinh lắm nè. Nói chung anh em chơi rồi anh em sẽ rõ. Tốn tiền kinh hồn nè. Tại vì cái dòng 1 nó thốn lắm. Ok. Lấy kiểu này là auto phẩm 9 nè. Mà biết lần này phẩm mấy rồi đây. Hồi nãy là khải bỏ lam. Hồi nãy là khải bỏ lục thủy tinh. Nó chỉ lên 8 thôi nè em ơi. Vãi đạn. May mắn có thể lên 10 vậy nè. Nhưng mà tỷ lệ 10 hơi khó. Hello anh em mới vô nha. Đây, phải chơi phun tử là lên phun tử này, phun tử đa số lên 9 nè. Ôi, lại 8 nữa. Ôi, vô nhỏ. Vậy là nhỏ quá nè mày, lại 8 rồi nè mày, công thức như nhau mà lại 8. Hello Phạm Thắng nha. Hello Phong đã follow cho kênh Khải nha mày. Đúng rồi, ẩn 1 hay quýt 1 phẩm 10 anh ơi. Nên là rồi em có test 2 lần phẩm 9 rồi, 2 lần phẩm 9 chỉ 23, 24 thôi. Mày thật sự anh em, đồ. Đừng nói thực tiễn mà anh em ép ẩn 1 rất khó nè. Anh em nên dùng dập ép ẩn 2, tại vì ẩn 2 nó rất dở lên. Ẩn 2 này, ẩn 2 em ấp đập phẩm 8 nó đã lên rồi. Phẩm 9 này đã lên rồi. Còn cái ẩn 1 này á, thì sợ là muốn lên phẩm 10 này mà giờ hiện tại khả năng không? Sẽ rút 2 lần. 2 lần thì chỉ nó mới khoảng tầm phẩm 8 thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục rút sao ra phẩm 10 nha anh em. Đây, lấy bao tay tiếp tục. Ở ẩn 1 âm phẩm 10 nó rất là khó luôn. Ẩn 1 này, tiếp tục. Đâu. Rất là chua. Ok, chúng ta có một số phẩm này. À, bỏ bớt nó qua đi chặt rừng. Rất chua. Hãy sẽ lấy thêm ẩn á hiện hai cục hả. Rồi rất khó nè mày, thấy chưa, quá khó luôn. Rồi chúng ta sẽ rút tiếp. Hãy sẽ rút bỏ mất mất thì dùng thiệt tinh kia đi. Rút chỉ rút tử thì phẩm chất thứ mới cao thôi. Rồi bỏ nó luôn, lấy thêm ít thiệt tinh. 2 4 5 6 bỏ tiếp thiệt tinh nè. Cái này thì đang test đó, nên là chúng ta hủy thôi anh em. Còn chừng chính thức của mình đó, thực sự anh em mà hủy mấy viên thiệt tinh này tiền không anh em ơi. 200-300 xu là cái viên tử là bèo lắm, phải 400-500 xu một viên anh em. Lúc đó là đỡ mà sở hữu một trang bị đồ tím mắt ọp thì thực sự đó là một cái gì đó gọi là đẳng cấp của đẳng cấp anh em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với hút bao dòng ẩn thủ lý. Ẩn thủ lý anh em 25 này. Chúng ta vẫn là hiện tinh 5, thực sự hiện tinh 5 mà nó đãi lên không lên nổi luôn nè. Rồi, vẫn như cũ là 11 viên và phun tử. Rồi. Linh, let's go. 90, tỷ lệ 90 thì vẫn có nhưng mà hiếm anh em ơi. Ok, 1 phần 9. Nhiều lúc anh em, vẫn như công thức như vậy. Nhưng mà anh em đọc hình hình đó là lên 10. Cái tỷ lệ 10 nó vẫn có nha. Hồi xưa khả đọc khả biết mà. Tỷ lệ 10 nó vẫn có nha nè. Nhưng mà ví dụ anh em đập 10 cái thì cao lắm nó được một cái 10 thôi. Đó. Không phải đơn giản mọi người. Anh em đập 10 lần mà thực sự anh em đập 10 lần anh em phải tốn mớ tiền nữa.
chưa nói là những phẩm dư 8-9 nè, anh em có thể gom lại anh em đập từ 8 đến 9, 9 đến 10 nó vẫn ok, chứ không không cần nhất thiết phải là anh em đập nhiều lần, đập nhiều lần thì tinh nào chịu nói. Rồi chúng ta lấy tiếp thủy tinh, tiếp tục hãy rút tiếp cục ăn cục tiếp theo nè, cục tiếp theo chúng ta sẽ vẫn lấy và vẫn hiện tinh 5 nè. Có thể chúng ta ghép từ 3 cục 9 lên cục 10, tại vì chúng ta sẽ không có hiện tinh cao đó, nên là chỉ chơi hướng đó nè. Chứ ở server mà hiện tinh 8-9 lúc đó không có luôn nè, không có đâu, chỉ có hiện tinh 1, 2, 3, 4, 5 thôi. 5 thì đu top tống kim hoặc là đu top băng hội mới ra thôi nè. Còn sau này những cục mà 6, 7, 8 này nọ thì vài tháng sau thì mới có được đó. Ui rút phòng 9 10 gái cho thành công anh ơi, 10 gái đi ép luôn 9. Ok rồi, chúng ta có 2 cục 9 nha Nam đó. Bây giờ chúng ta sẽ mở tìm phôi tiếp, một cái bảo tàng thủ lý tiếp nha, rất là chua, tại vì cái dòng 1 thì sự là nó cực kỳ khó nha Nam. Sẽ rút thêm hai phẩm nữa, hai phẩm rồi thử lên như thế này. Rồi rút hai cá này nha Nam, hãy úp thêm mít phút gì nữa nè. Anh em sẽ biết được cái dòng phòng thủ lý ẩn 1 cực kỳ khó nè. Họ sẽ đẩy 3 dân 9 lên 10 đi anh em à. Chứ nếu mà muốn lên 10 thì đơn giản anh em. Nếu muốn lên 10 100% thì Khải lùm viên hiện tinh 8 này. Trong này có hỗ trợ hiện tinh 8 rồi anh em. Hiện tinh này, hiện tinh 8 này, full thì tinh là lên 10 à. Nhưng mà thực sự giải thì đi vào thực tế thì không có, không ai đi làm vậy. Hiện tinh 8 đó à, không ai đi làm vậy. Sao em ơi, không ai đi làm vậy đâu, sao em? Cái gì? Đi bot đó. Hai giờ nè. Chờ gì đâu, đi quýnh này vui gì có nào hỗ trợ. Đi chơi thôi đâu có đâu. À, vô chờ đó thì em ăn được boss thì em gì em nộp thì em cuối ta cuối open là em tổng cơ điểm em được bao nhiêu là adder hỗ trợ á. Rồi, giờ làm tiếp tục nha mày, vẫn là hiện tinh 5 nè. Nó ở công đoạn FPT này thì sự rất là khó nè mày. Còn sâu hơn 30 phút chúng ta vẫn chưa thành công. Rồi, vẫn như cũ nè. Rồi, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Ok, Khải sẽ rút cục tiếp theo nè. Lấy. Cố gắng lấy khoảng 4 cục 9 đi nè. Đọc cho nó check in. Rồi. Hiện tinh 5 nè. Phúc Duyên nè. À, từ, Khải quên lại ấn 1 nè. Đã ấn 1, lấy 2 cục hỏa. Bỏ motor đi. Hello anh em mới vô, hello phòng nha, hello anh em mới vô. Anh em đang xem đừng quên để làm like, chia sẻ, hỗ trợ anh em ơi. Rồi chúng ta sẽ rút nha Nam. Ok. Đợi chính thức bắt đầu event thì bắt đầu server thì sợ là mấy cục hiện tinh 5 anh em đã tìm không ra rồi. Hơi căng đó Nam. Đa số anh em ép bằng 2 thôi. Còn đây mình ép bằng 1 là nó mình trải nghiệm thôi anh em ơi. Cực kỳ là khó luôn. Rồi phun tử 2, 4, 6. Có thiếu một viên tử rồi. Ok, thiếu một viên tử nè mày. Đợi chút nè. Có bỏ đây vô. Thiếu một viên tử rồi. Hủy cái này. Khải bỏ mấy viên thủy tinh cùi cùi ra. Khải hủy cho nó rộng rừng. Rồi chúng ta sẽ rút 2 phẩm tiếp tục nè mày. Cái hình xuống nó sẽ lên. Nó sẽ lên 90 là đẹp. Hồi xưa gái cũng ép hình như vậy, nó vẫn ra 10 nè. Đó, nó phải vãi đạn này chứ. Rồi, rút nè. Em hủy mất cái này nha. Cái rương này, thằng nào sơ này muốn khi ép nó phải bảo 10 ô nè, nó là hơi bị chậm. Rồi, lái nè. Thủ lý nè. Hình tinh 5 gọi, bỏ hình tinh 5 vào gọi là đẳng cấp lắm rồi nè. Đa số hồi đó anh em toàn ép hiện tinh 4 rồi kìa. Mà đa số hướng 25 hơi chua. Dòng 1, 25 hơi căng. Đa số toàn rớt 23, 24, 20 đầy. Lần này hãy cố gắng đợi lên 10 full thì tinh cho anh em xem. Rồi phần chúng 10 cái nha nó đẹp nè. Vẫn công thức như cũ nè, không gì thay đổi nè. Nếu có phần chúng 10 thì là vẫn có nè. Vẫn cái gì vậy? Hết tiền. Trời ơi. Hết tiền nè. Lại phải rồi, hết tiền nè mà. Hãy chứ bạn có tu á, nên nó hết tiền, bật lên cái. Rồi.
Nhân năm nè. Mười cái nha anh em hấp dẫn nè. Mười cái anh em hấp dẫn nè. Tám, ôi trời, chùa anh em nó vắng như cũ anh em không. Tám, chín, tám, chín liên tục. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lấy thêm tiểu tinh em ơi. Thấy khó chưa? Chừng một là phải muốn lên mười, phải muốn lên mắt là phải cỡ đó anh em à. Hỏi ai? Anh em đang xem cùng nhau đó lại cho video khám một like sẽ ủng hộ cho anh em ơi. Và đừng quên nhấn nút follow TikTok ủng hộ nha anh em. Thưởng tình xấu đúng rồi, lần này Khải sẽ thưởng tình xấu lúc đậm em à. Thưởng tình xấu lần này á. Ok, đã Khải test thưởng tình xấu luôn nha. Cho anh em xem. Lần này lái á, nhiều anh em bảo thưởng tình xấu đi. Liệu nó lên 10 không? Thì tỷ lệ chắc chắn nó sẽ lên rồi anh em. Đó, lần này Khải sẽ rút thưởng tình xấu nha anh em. Thì chắc chắn tỷ lệ nó sẽ lên rồi. Nhưng mà lên bao nhiêu thì chưa biết được. Lấy thêm một cục nữa. Đã ấn hiện một. Liệu có lên 10 hay không? Thì cứ mình tăng thêm cái chất liệu thì nó sẽ tăng lên phần trăm. Nhưng mà lên được hay không thì chúng ta thử nha. Đó, giờ sẽ thử ở đây thì thớ đã là giống như cũ, không thay đổi. Chúng ta chỉ thay đổi duy nhất tình xấu được luôn trong quá trình lấy thôi nè mà. Trong quá trình lấy phôi thôi. Rồi. Rồi, như cũ nha, thay đổi vào cho nó hiện tình xấu như nè. Lên 10 không? Lên 10 không? Nói chung là hơi khó nè mà. Ui à. Lấy luôn em ơi, em thấy chưa? Đậu xanh thay đổi. Tăng không tăng đi giảm em. Quá nhỏ. Đậu quá nhỏ em ơi, kiểu này quá nhỏ em ơi. Ra 7 em vãi đạn thì tăng mà đi giảm em mà. Tăng mà nó là giảm em, thật sự quá khó em mà. Ok, bây giờ thì nó quá nhỏ này, chúng ta sẽ đập 3x8 lên 9 cho em. Đồ, quá nhỏ luôn, đủ ra 7 nè, không hiểu luôn nè. Ra 7 triệu luôn. Ok, bây giờ Khải sẽ đập mấy viên khón từ cấp 8 lên cấp 9 nha nè. 3x8 lên 1x9 nha. Nhỏ vậy. Đây là với ẩn trong 1 nó rất là khó nè em ơi. Ẩn 1 tiên lửa rất khó. Rồi 3x9 nè, 3x9 lên 10 luôn. Nếu lên 10 thành công thì ok luôn nha nè em ơi. Đổ ra cục này 7 thì thực sự là hết đường rồi nè em ơi. Hết đường nói. Rớt, ôi trời ơi. Rớt, chúng ta sẽ làm lại một cái khác nè. Rớt chỉ còn 2x9 thôi nè em ơi. Chúng ta sẽ lấy thêm tiếp tục 2 cái nữa, 2 lần nữa nha nè. Nên thấy rớt chưa? Đâu mà giờ ăn đâu nè. Anh em nào nói giờ ăn. chùa lắm. Ok, giờ chúng ta sẽ lấy thêm ít thị tinh. Tiếp tục rút nè em. Đó, anh em thấy không? Thay dừng dừng đem vào vẫn rút 7. Đó gọi là may mắn anh em à. Ok. Ok, hiện tinh 3. Ok, khai test cho anh em xem hiện tinh 3. Hiện tinh 3 phương hiện tinh, năm một phương hiện đại. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đập với hiện tinh 3 anh em ơi. Nó với năm trung bình phương hiện đại thì nó easy quá rồi. Nãy giờ khai đập có 10 á, mình không có đập nhiều. Chạy ke luôn nè. Nếu mà anh em vô chơi server chính á, mà anh em rớt như vậy là anh em đồ cây giá luôn nè. Thực sự lúc đó là chỉ muốn đập máy luôn nè mà. Đó, ok. Hôm nay chúng ta sẽ rút hiện tinh 3. Và theo anh em có nói comment thì rút thử hiện tinh 3 và full hiện tinh và tăng cho nó lên 50 bình hữu duyên. Ok, trở luôn cho anh em xem cái cảm giác ép nó như thế nào. Đã muốn lên một cục 10 đâu phải khó, đâu phải dở anh em ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ép nha. Chúng ta sẽ bắt đầu lái anh em ơi, lái chứ. Rồi, đây là một cái phôi thủ lý 25. Và như anh em có comment thì hiện tinh 3. Ok, trở luôn, đang test mà sợ gì anh em. Còn sau này chính thức không ai chơi dại anh em à. Ok, thì đỡ mà cái phần về chúng ta hướng về cái phẩm hiện tinh 3 á thì ok, không sao cả. Nhưng mà mình vẫn tăng lên phúc duyên thì Khải thái nó cũng ok nha nè. Tại vì phúc duyên lúc đầu mình chỉ có 10 thôi. Và lần này thì mình sẽ giảm hiện tinh đi. Tại vì thực sự đỡ mà vào open á, không có hiện tinh 5, không có hiện tinh 6 để anh em chơi nhiều đâu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ giảm hiện tinh và đại phúc duyên. Ok chưa? Giảm hiện tinh đại phúc duyên nha nè. Đó, coi cái phẩm mới nha. Phẩm 9, phẩm 10 là thành công. Đó. Nhiều phẩm 9 thì nói chung là nếu giả là phải thành quá thành công rồi phẩm 9 nè, chúng ta sẽ rút thêm một cái nữa nè mày. Lỡ đâu khi ra phẩm 10 nha, chúng ta vẫn cho hiện tinh 3 đó. Thì anh em thấy không, ở mà suy đoán thì Khải thấy thì ở cái dòng hiện tinh thì nó vẫn là hiện tinh thôi,
Nhưng hồi xưa Khải có chơi hiện tinh 1, 2, 3 nó tương đối giống nhau, không gì khác nữa mà. Còn ở đây nó khác biệt ở đây là chúng ta tăng càng nhiều hữu duyên thì nó, tỷ lệ nó lên phẩm cao càng cao. Đó. Nhưng nãy này thấy không? Đấy là hiện tinh xấu mà nó vẫn rất là rớt. Thì cái hiện tinh thì Khải nghĩ nó vẫn là cái tên hiện tinh thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì Khải thấy nó cũng vẫn như nhau, không gì thay đổi lắm. Đó. Nếu em nào trải nghiệm nhiều nên sẽ biết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục hồi mấy viên hiện tinh cùi đây. Chúng ta sẽ rút tiếp tục cục tiếp theo. Vẫn là hiện tinh 3. Đó. Nếu mà lên 10 á mới gọi là thành công anh em à. Vẫn hiện tinh 3 này mà nó lên 10 mới gọi là thành công nha. Thì anh em cứ theo cái công thức dạy anh em mà trải nghiệm anh em làm thì tin nè. Lần này Khải tiếp tục là vẫn là 7 thì tin nha em. Và vẫn giảm cho mình đó hiện tinh 3 luôn. Nếu mà lên 10 là thành công nha. Cố lên 10 nha em. Chúng ta cũng cố lên 10 nha anh em đang xem, đừng quên đỡ lại cho phần ép bao tay này, phần thủ lý ấn 1. Một like chia sẻ hồi trên em ơi. Thực sự là một trong những cái trải nghiệm và thực hành cho anh em xem khá là thú vị nè mà. Rồi, Khải thấy cục ấn 1. Một phát đã lượng 9 nha. Lần này chúng ta liệu lên 10 không? Nếu lên 10 thì anh em cứ sử dụng công thức này mà anh em làm. Rồi, thủ lý này. Phú Duyên này. Rồi thì nếu mà chụp bình Phú Duyên à? À quên. Rồi, quên rồi nên chụp bình Phú Duyên à. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Hiện tinh 1 này. Bao tay này, ấn 1 này. Rồi, full thị tinh nha anh em, full tới nha em ơi. Sàng tinh 10 cho chắc à? Chừng vào open đó, chừng vào open server thì thực sự là thực tiễn thì khi open là không có hiện tinh 10 mà xài đâu, cho chắc người em ơi. Nếu mà có hiện tinh 10 thì nó lại quá easy. Chừng vào open thì cao lắm hiện tinh 1, 2, 3 thôi em ơi. Rồi anh em nào thích thích lắm mà đập từ 4 lên 3 lên 4, 4 lên 5 thôi chứ thực sự là không có hiện tinh nhiều anh em ơi. Chỉ có 1, 2, 3 thôi. Khôi. Tiếp tục là một cục chính. Để mà nói thì tỷ lệ thành công chính là khá cao rồi. Anh em cứ ép dụng công thức hiện tinh 3 là vẫn lên rồi nha anh em ơi. Không cần phải tốn kém đến hiện tinh 5, 4 này nọ nha anh em ơi. Rồi ok. Và giờ chúng ta sẽ tiếp tục là ép từ 9 lên 10 nha anh em ơi. Và nói chung là phải gom được phẩm 10 và chúng ta nó mới có thể lên được bao tay 25 thôi anh em ơi. Đó. Anh em nào xem live anh em để ý nha. Chứ phẩm 7, phẩm 8, phẩm 9 này ở trong 1 thì nó 8, 9, 10 không lên, 7, 8, 9 không lên nổi đâu anh em. Lần ơi. Lên cái chúng ta đập luôn anh em ơi. Hôm đó anh em chờ đợi lâu. Rất ủ xanh. Nhỏ dữ ta. Đó mà nếu mà đó mà rớt nhiều lần như vậy là mất mớ tiền anh em. Rớt 2 lần 9 rồi anh em ơi. Cùng 8 cùng 9 lên 10 rớt 2 lần. Vãi đàn. Lại rớt nữa. What the hell. Vãi đàn thiệt rớt nữa anh em. Trời ơi vãi cái cức đồ nãy cố gắng hai được 2 phát rớt 3 2 cái thì phải làm lại từ đầu nữa. Vãi đàn. Toàn toàn đậu xanh thiệt chứ, đậu xanh thiệt chứ. Phải làm lại 2 cái anh em ơi. What the hell. Lại rớt anh em. Vãi đàn thiệt. Trời ơi. Đúng rồi, em đã hiện tại đang test mà em thử nghiệm cho anh em chứ thiệt sự mà anh em cứ vào thực tiễn đi. Không có hiện tinh 5, hiện tinh 6, không hiện tinh 7, hiện tinh 10 cho anh em ép đâu. Nhiều khi hiện tinh 1 nó vẫn lên luôn anh em. Tại vì hồi trước Khải đọc Khải biết là hiện tinh 1, 2, 3 nó giống như nhau à. Còn anh em nào muốn chắc chắn thì từ 3 lên 4, 4 lên 5 rồi giải là anh em đọc thôi. Mỗi người một công thức, mỗi người một trải nghiệm anh em ơi. Mỗi người một cái thực tế trải nghiệm thôi. Trời ơi, bực dữ người ta, anh em thấy không? Vãi đàn thiệt. Có 4 cục 9 mà đập 2 lần không lên. What the hell. Nếu vào thực tế thì sợ anh em muốn đập cái máy luôn anh em. Tại vì là cái đó là dồn hết công sức vào đó biết nhiêu tiền anh em. Nó rớt. Vãi đàn thế. Ê lồng lồng. Nước mắt vào tay kìa hay. Ok thì chúng ta sẽ đập thêm 2 cái này nè. 2 lần này nè. Vãi đàn thiệt chứ. Vãi thiên tinh 3 nè. Vãi thiên tinh 3 nè mày. Vẫn như cũ thôi. Phun thiệt tinh nè. Phun nhân đại thôi. Anh em đang xem đừng quên đã làm like chia sẻ hồi chơi và chúng ta cùng tham gia ép đồ với Khải cho vui nè mày. Đừng quên em đã tải game ở trang chủ game đó là võ công chân kỳ .net đã tải game của cộng với chủ S10 đại danh kỳ sử đi về và cùng ép đồ và cùng trải nghiệm cùng với Khải nha nè mày. Rồi xong bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị ít thì tin đó là quốc thôi. Đáng hiện Khải sẽ lấy 2 cục, lần này sẽ tiếp tục 2 cục nè. Không thể tin được, xịt vãi đàn thiệt. Gì đồ Khải nhỏ tôi biết đến đây rồi. Phải thiệt luôn chứ đâu phải ai mà đen đến mức đồ vãi liền. Không thể tin được. Gió nó cũng xịt vãi đàn. Không lên là không lên. Rồi chúng ta sẽ lấy thiệt tin một lần nha em ơi. Nếu mà lên phòng chống 10 thì mình chỉ dùng hiện tinh 8 mà đọc đã lên rồi. Nhưng mà thực sự là vào thực tiễn không có hiện tinh 8, 9, 10 nhiều cho anh em đọc đâu.
nên em cứ bảo Khả xong lấy tin 8 đọc lấy 10 luôn. Thật sự là mình đang ép trên cái cương vị đó là vào thực tiễn luôn em à. Vào thực tiễn chỉ dùng hiện tin 3, 1, 2, 3 là nhiều thôi, chứ không có mấy hiện tin kia cho anh em xài đâu. Anh em đừng có mộng, anh em đừng có mộng có hiện tin 8. Nếu có hiện tin 8 thì anh em đỡ đi một khúc, còn không có thì anh em chắc chắn sẽ mất một khúc vậy thôi. Rồi ok à, cuối cùng đã chuẩn bị xong, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ép như này mày. Rút ít lấy này. Đâu quá nhỏ luôn. Giờ chúng ta vẫn hiện tin 3. Hở nè, nếu mà muốn dân đại. Rồi, phun tử nè. Cái này nó phải lên 10 thì bao tay mình nó mới chắc chắn là lên được phần thủng lý 25 vòng 1 được nam. Nó phải lên phần chốc 10, phần chốc 10 mới đủ được. Hay. Nói này mua 50 bình phú dân đại này ở server chính đó. Một mớ tiền nam. Một mớ tiền luôn em, không ít đâu nam. Rồi, sẵn tiền là lái luôn. Đâu phải chặt rừng. Kiểu không lái luôn. Hình tinh 3 này. Đó, ống 1 này. Phun tử này. Đúng rồi, nội gom thì tinh với lại Phúc Duyên không đã máu đã một mớ tiền rồi nè. Mà đập mà xịt nữa thật sự là cây cứu luôn á. Rồi chắc lên 10 anh coi. Nãy tính ra đập 8-9 cái rồi. Chưa có nào lên 10 nè mà. Chưa có nào lên 10. Vẫn 9 luôn. Vẫn 9 luôn nha em. Hình tinh 1, 2 vẫn được nè em. Anh em không tin chứ hồi xưa cả chơi cũng mình tính 1, 2 đủ chơi đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đập 9 lên 10 nè em ơi. Cái này phải lên 10 thì mình mới mạnh dạng đập bao tay rồi nè em ơi. Ấn 1 mà, ấn 1 thủ lý căng lắm rồi nè. Anh em đang theo dõi thì đừng quên để lại cho Khải một follow ủng hộ anh chơi nè em ơi. Đừng quên cho Khải một follow ủng hộ chơi. What the hell, là xịt nó vãi cái đạn thiệt. 9 lên 10 là xịt nữa nè. Vãi đậu xanh thiệt chứ. Giờ này còn dừng 9 cuối nè. Ồ vãi đạn thì 9 lên 10 xịt liên tục. Rồi cuối cùng cũng lên em à. Rồi mừng quá em ơi, cuối cùng đã có được phẩm 10 em à. Đó. Rồi ok, đến tới công chuyện rồi em à. Chúng ta sẽ vào thực tiễn là sẽ đập những viên những dòng này vào bên trong nha em ơi. Rồi ok, khả năng yếu hiện tinh 3 nữa cho lấy thiệt tinh nó đập nha em ơi. Ok rồi đấy. Xong anh em ơi, hiện tại chúng ta đã có đầy đủ cho mình đó là từ những cái phẩm cũng như là cái mình đang cần thiết là phần thủ lý, phần chốc 10 nè mà. Rồi ok, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trải nghiệm và thực hành cho anh em xem. Thực sự là một ca khá là khó nè mà. Rồi ok, chúng ta là có 5 dòng đầy đủ, 6 dòng đầy đủ nha nè. Chúng ta chỉ cần lấy Phúc Duyên thì sẽ chuẩn bị cho mình được 100 bình Phúc Duyên nha nè. Sẽ chuẩn bị cho mình 100 bình Phúc Duyên nữa. Nói cái dòng phòng thủ lý không là 50 bình rồi. Còn những dòng còn lại là 10 bình vậy nè. Còn dòng còn lại là 10 bình phóng viên vậy nè. 4 cho đến 10 bình gì cũng được nè mà. Mình đang chơi sang nên là mình chơi 10 bình. Thực sự là 4, 5 bình là nó tương đối từ nó tương đối là bằng 10 bình rồi. Đúng rồi, xem một chính như này là chỉ cái nước gãy cánh là bàn nè mà. Gãy cánh là bàn luôn. Đấy không? Chua vã đàn. Gãy cánh là bằng luôn. Anh em xem live đừng quên nhắn follow ủng hộ cho anh em ơi. Đừng quên nhắn follow ủng hộ cho anh em ơi. Hơn 40 anh em đang xem live trên TikTok anh em ơi. Anh em nào mà cảm giác thích ép đồ tím, thích này nọ thì anh em đừng ngại, cứ nhắn follow kênh của Khải anh em ơi. Khải sẽ live thường xuyên vào lúc 11 giờ hơn và cũng như là 17 giờ tối, 19 giờ tối hàng ngày nè mà. Đây buổi trưa là khoảng 11 giờ trưa và tối là khoảng 7 giờ tối hơn anh em. Đó. Anh em đừng có ngại, cứ nhắn follow mạnh nè. Rồi ở server này Khải cũng làm ban, Khải cũng lập ban chủ lại rồi, chúng ta sẽ cùng chinh chiến những trận chiến đấu cũng như là những trận bơ ca nảy lửa của mấy chủ này cũng như là những trận tống kim cho anh em xem, cũng như là những pha ép đô gây cắn như thế này cho anh em xem. Và thực tiễn nó mới cay thôi mà, thực sự là tầm này chưa cay lắm đâu. Thực sự là vào thực tiễn nó mới gọi là có cảm giác cay và cay cú thôi mà, còn tầm này thực sự là không có gì đâu, cay nè mà. Rồi ok, và chúng ta sẽ đập vào dòng đầu tiên. Khải sẽ có bóng này nha. Rồi ok, chúng ta sẽ đập những dòng đầu tiên vào như này mày. Khảm này. Với phần chấm 10 này thì chắc chắn Khải nghĩ nó sẽ ok lên. Nhưng mà tỷ lệ xịt vẫn có nè. Rồi ok, ở dòng này chúng ta sẽ một hiện tinh 3, một viên đại và hai thủy tinh là dòng nội lực như này. Dòng nội lực như này mày. Nội lực phẩm 7. Phẩm 7 hơi thọt, hay cho 3 thủy tinh này. Phẩm 7 hơi thọt. Phẩm 8 thì easy hơn, phẩm 7 hơi thọt. 3 thủy tinh này.
À, dòng đầu tiên chúng ta đã thành công. Xin nội lực 181. Ok, sau khi thành công dòng nội lực thì chúng ta sẽ trở lại tiếp tục ở dòng quan trọng nhất trong video ngày hôm nay. Đó là dòng phòng thủ vật lý nha mọi người. Phòng thủ vật lý là mày. Đây, liệu vào tay này có lên được 25 hay không? Vẫn công thức cũ đó là 50 hữu duyên và hiện tinh 5. Hiện tinh khoáng thạch cấp 10 nè mà. Đó, lần này có một số thì đổi đó là Khải sẽ chơi phẩm 10 nè. Đó, để xem có lên 20 nữa không tôi. Không lên 20, không lên 25 nữa tôi. Không lên 25 nữa tôi. Để xem không lên 25 nữa tôi. Anh em comment thôi, anh em theo anh em dự đoán thử. Sau khi chúng ta đã tăng cấp cái khoáng thạch lên thuộc tính 10 thì liệu có lên 25 không anh em ơi. Nguyễn Nhan inbox vào trang chủ game võcongtruyenky.net, võcongtruyenky.net đã tải nha anh em. Adol sẽ tải hỗ trợ cho. Rồi ok anh em ơi. Anh em đang xem theo dõi đừng quên đăng lại khám lại chia sẻ hỗ trợ anh em ơi. Và đừng quên nhấn nút follow bên trên nha anh em. Đây, anh em dự đoán có được 25 không anh em? Không 25 nữa thôi á, không 25 nữa chịu luôn á, hết đường luôn á. Phẩm 10 mà không 25 nữa thôi luôn á. Đó. Cuối cùng đó là xong. Rồi ok, sau khi đã thành công phẩm 10 thực sự là đó, cái đó là cái trải nghiệm cũng như là thực nghiệm anh em à. Đó, anh em cứ dạy, anh em cố gắng nha. Chứ thiệt sự mà anh em mà chơi ở dòng rút kinh nghiệm lại thiệt sự là khẳng chơi nhiều server này. Ở dòng 1 á, ở dòng 1 mà bao tay với đai lưng thì anh em đa số sẽ chơi phẩm 9, phẩm 10. Thì phẩm 9 thì nó sẽ random từ 24, 25. Đó, còn đen thì 22, 23. Còn phẩm 10 thì cứ công thức là full em à. 24 cứ ỉa luôn đó. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ dòng đến dòng tiếp theo. Dòng tiếp theo thì chúng ta sẽ có cho mình nó là dòng nội lực. Dòng nội lực thì sinh lực nhé. Khải chơi hiện tinh 3. Nội lực phẩm 8. Nội lực phẩm 10 thì 10 phục duyên 3 thiệt tinh. Những dòng còn lại này cứ 3 thiệt tinh là ok rồi em ơi. Cứ 3 thiệt tinh ôm lại thì phục duyên là được. Rồi dòng sinh lực nha em. Cứ 3 thiệt tinh là ok. 191. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đập dòng tiếp theo. Đó là dòng thời gian chậm. Dâm chậm thì Khải sẽ lấy cho mình ít thì tinh tử này mà. Thì dâm chậm thì khá là quan trọng nè. Ở dòng thì dâm chậm này anh em không nên đợi rớt. Thì chúng ta sẽ chơi 6 thì tinh nha nè. Khải sẽ chơi 6 thì tinh tử ở dòng này nha nè mày. Anh em tiếc là nó sẽ rớt nha nè mày. Tại vì càng nhiều sâu quá nó càng khó nè mày. Rồi ok, và dòng thì dâm chậm chúng ta sẽ chơi 6 dân thì tinh nha nè mày. Và 10 phút viên. Nói chung dòng thì dâm chậm á, nó cũng không thua kém như phòng thủ lý đâu. Nhưng mà mình đừng tiết kiệm quá, tiết kiệm quá là anh em banh luôn ấy. Đừng tiết kiệm. Nói chung là chúng ta tăng thêm nó 2 viên thiệt tinh thôi. Hồi xưa Khải cũng ép được bao tay khá đẹp như thế này nè mà. Cũng có rất rất nhiều anh em ép được bao tay khá đẹp như thế này. Nhưng mà anh em lại cái dòng làm chậm anh em lại tiếc. Bụp. Thời gian chậm 20. Thì dạy em nói sợ dạy này. Hiện tại đây là đang phạm 8 rồi, cũng không sợ lắm. Còn nếu mà chắc ăn là phun tử. Phun tử cho. Thật sự nè, cái này là ép trải nghiệm chơi thôi. Thật sự là nó rất là khó. Tại vì cái là thật sự là nó ở cái đồ dòng 1 rất khó. Tại vì phẩm 8 nữa nè. 40 nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đến dòng thời gian phục hồi 40 nè mà. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đến nhanh nè mà. Chuyển biến nhanh đến công việc đó là thời gian phục hồi. Đến dòng phục hồi này phẩm 7 thì Khải vẫn chơi hiện tinh 3 thôi. Và ôm cho mình đó là 4 viên thiệt tinh. Là phục hồi 6 rồi. Đó. Đó, thường thường hồi xưa còn có mà anh nhà anh lạ. Hồi xưa nó vẫn có anh em ép rất đẹp luôn. Sinh lực lực phòng thủ lý 5 dòng 1 đẹp luôn. Xong rồi đưa cho ông nào đó, ông chơi, ông tiết kiệm, ông đập, không dám đập. Đâm ra thời gian chậm 20, đâm ra mất giá trị của bao tay nè. Nên là dòng 1 rất là khó. Còn em nào muốn chơi dở hơn thì chơi dòng 1, dòng 2, dòng 1. Dòng 2 phần thừa, dòng 1 làm chậm, dòng 2 thủ lý thì nó sẽ dễ hơn. Rồi ok, dòng cuối cùng thì cũng đơn giản thôi mà. Dòng cuối cùng thì vẫn là 3 thiệt tinh, 3 thiệt tinh và 10 hữu duyên. Là ôm lại bên hữu duyên là đòi là lên thôi. Vẫn tử như nè. Rồi đó, cuối cùng sau hơn 1 tiếng trôi qua thì bao tay này có thể nói là thành công 99%. Đúng rồi, xưa giao tiếp thiệt tinh anh. Nhiều anh em bị vấn đề đó lắm. Rồi 19 anh em ơi. Tại vì cái dòng xấu này anh em, dòng xấu này thân pháp dòng xấy đa, vòng dòng xấu này á, đa số là rớt nè mà. Hôm qua thì Khải may mắn được cái đai lưng này, dòng xấu nó được 20 nè. Chứ đa số là nó là rớt, rất khá là cao. Tôi là rớt khá là cao. Rồi đó, anh em sau hai cái này thì tóm gọn lại ở cái video này thì Khải muốn nhấn nhủ anh em một điều là anh em nào mới chơi hay là chơi lâu rồi thì không nói. Mới chơi á thì nếu anh em ép những dòng thủ lý á thì anh em thấy khó khăn không? Như cái đai lưng này á, hôm qua khép trong vòng 15-20 phút là xong rồi. Đó.
rất đơn giản luôn. Còn bao tay này anh em thấy không, xịt lên xịt xuống rất vôi rất phẩm rất liên tục, rất là khó này mà. Nên là anh em cũng đủ hiểu là cái khó khăn của cái dòng phòng thủ vũ lý ẩn 1 nó khác với dòng phòng thủ vũ lý ẩn 2 là cái chỗ đó nha nè. Ok, bây giờ chúng ta đã thành công bao tay thì chúng ta sẽ đến món tiếp theo. Thì bây giờ Khả sẽ tiếp tục ép món tiếp theo. Thì Khả sẽ chuyển qua bao tay dòng 5 độc rồi nè. Đây, xem bao tay nha nè. Đó, cái dòng cuối cùng thằng pháp 19-20 nè, thì tỷ lệ nó lên 20 thì chỉ có 10% thôi nè em ơi. Tỷ lệ lên 20 chỉ có 10-20% thôi. Đa số anh em là 18-19 rồi nè. Đập 10 cái thì có lẽ được 1 cái 20 thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến món tiếp theo. Anh em xem video đừng quên đã làm like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Kính chúc anh em xem video đừng quên kính chúc anh em xem video một buổi xem like, xem video vui vẻ nha. Nhớ nhấn like, follow, theo dõi, ủng hộ những video tiếp theo nha anh em ơi.